Ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Hải Dương năm học 2010 và 2011. Từ metan và các chất vô cơ, các điều kiện phản ứng cần thiết đầy đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế rượu etanic axit gì đó ha. Như vậy chúng ta có này, từ này metan. Metan chúng ta là CH4 và chất vô cơ. Điều chế. Điều chế chất đầu tiên theo yêu cầu đó là rượu etanic. Rượu etanic chúng ta là CH3, CH2, OH. Tiếp theo, axit acetic. Tiếp theo, đó là polyethylene. Polyethylene CH2 nối đơn CH2 tất cả N lần. Tiếp tục etin acetat. Etin clorua và etan người ta cho rồi, chúng ta không cần đi lại tên em nhé. Rồi bây giờ bạn hiểu như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi ghi tất cả các phương trình điều chế ra. Đầu tiên này, rượu etanic axit. Rượu etanic chúng ta được điều chế từ cái thằng ethylene đúng không em? Cộng cho nước. Ở đây mình dùng đó là H2S4 đặc nóng. Bao nhiêu độ đây mình dùng là 170 độ C. Cái đó nó tạo thành CH3, CH2, OH. Được chưa? Và từ rượu này chúng ta có thể điều chế ra axit bằng cách em đi tới dùng vô oxy. Phần chúng ta là lên men giấm để tạo thành giấm ăn, cộng cho H2O. Rồi, như vậy nhiệm vụ của bạn là điều chế. Và chúng ta khi chúng ta điều chế được ethylene thì chúng ta điều chế ra polyethylene luôn bằng chúng ta dùng phản ứng của người Việt Nam. Ông tìm ra vấn này là thầy Xuân Đương Phạm, tức là tôi. Nhiệt độ xúc tác áp suất. Cái đó nó bảy liên cái đôi thành liên cái đơn. Dạ. Và chúng ta nhiệm vụ chúng ta là điều chế ra gì? Khi mình điều chế ra rượu và axit rồi thì chúng ta điều chế ra được este. CH3COO. H. Chúng ta đi tới dùng với rượu etanic C2H5OH. Còn đây là vẫn hai chiều. Xúc tác đây là H2S4 đặc. Mình nhiệt độ đủ nóng. Cái đó nó tạo thành CH3COO C2H5 cộng cho H2O. Để cho em ơi. Và chúng ta điều chế ra ethyl clorua. Đây, ethyl clorua và ethan. Ethyl clorua khá là dễ. Ở đây mình đi tới dùng với HCl. Thì bạn hiểu thế này, những hợp chất có liên kết đôi là những hợp chất không no hay khác là đói. Đói là phải ăn. Được chưa? Ở đây nó ăn một cái lẩu gồm có lẩu heo cộng với lẩu cá. Đây, heo và cá đây. Cái đó nó tạo thành CH3, CH2, Cl. Điều chế ra thằng này. Và từ ethylene chúng ta sẽ điều chế ra etan bằng cách cộng hydro. Được chưa em? Xúc tác đây là niken nhiệt độ đúng nóng để tạo thành CH3. Được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, như vậy câu hỏi cuối cùng của mình đặt ra đó là gì? Từ cái thằng metan em cố gắng em điều chế ra thầy là gì? C2H4 là xong đúng không em? Đúng không? Từ ethylene chúng ta, từ metan chúng ta điều chế ra ethylene là được. Mà muốn vậy chúng ta sẽ chỉ trải qua một công đoạn, đó là điều chế ra acetylene cộng hydro để ra ethylene xong. Như nào? Đó. Như vậy ở đây mình có này, từ acetylene chúng ta cộng hydro này, mình vẫn làm ngược em nhé. Xúc tác là panadi trên chì carbonat đúng nóng. Và trước đây nó sẽ tạo thành CH2 nối đôi CH2. Được chưa? Và với điều kiện này thì chúng ta điều chế ra acetylene là xong.
đi từ CH4. Nhiệt độ đây là 1500 độ C. Và chúng ta tiến hành làm lạnh nhanh để điều chế ra acetylene cộng cho hydro. Rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại tư duy. Nghe. Ở đây chúng ta sẽ làm như sau, bạn nghe kỹ. Đầu tiên là em ghi là gì? Em nghe này. Đầu tiên là em ghi cho thầy là điều chế ra ethylene, được chưa? Điều chế ra ethylene này thì em sẽ đánh đây cho thầy là phương trình 1. Phương trình 2. Polyethylene đây, phương trình 3. Đầu tiên em ghi là điều chế ra polyethylene thì cho em. Được chưa? Rồi xong. Từ thằng này chúng ta tiếp theo em đánh dấu cộng tiếp theo là em ghi là điều chế ra điều ethylic và khi đó em ghi cho thầy phương trình số mấy? Phương trình số 4 nằm ở đây. Được chưa nào? Được chưa? Sau đó em đánh dấu cộng tiếp theo là điều chế ra gì? Điều chế ra acid acetic, được chưa? Phương trình 5. Được chưa bạn? Sau đó em đánh ở đây là phương trình 6, điều chế ra ethylene acetate, được chưa nào? Có phương trình số 7 là điều chế ra ethylene chlorua và phương trình số 8 điều chế ra etan, hiểu không ạ? Biết cách trình bày không? Đầu tiên mình ghi dấu cộng đầu dòng, điều chế ra polyethylene ha. Thì mình ghi cho thầy ba phương trình như thầy đã nói. Đó là 1 2 3 ha. Đánh dấu cộng tiếp theo như vậy. Được chưa? Là chúng ta sẽ làm bài rõ rất là ok. Cái bài này nếu mà bạn làm một cách thông thường thì sẽ rất là khó nếu không suy luận như thế này. Thế thôi.